Chào các bạn, mình đi ngủ đây, buồn ngủ quá. Ôi, cái giường của mình thật là đẹp. Chắc các em đã đoán được hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm chiếc giường rồi đúng không? Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vậy là chị đã hoàn thành xong chiếc giường cho búp bê rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé.